Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng đầu tiên của lịch tuần này, mời quý thính giả cùng đi tiếp một series mà quý thính giả rất mong chờ qua những sáng tác của Lương Thuận và Phương Trà, series Xuôi Ghe Miền Tây, với phần thứ 7, Nữ Quỷ Trong Trại Hồn. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Đêm đông giữa trời xuân, phần đêm đang sáng trăng thì bỗng dưng những đám mây đen kịch từ đâu kéo về, gây âm u hết cả một vùng. Chốc lát lại có tiếng quạ kêu lên thê lương như ma hờn quỷ khóc. Không gian lạnh lẽo, vắng lặng như tờ. Bên trong cánh rừng, gió vù vù thổi mạnh, làm cho mấy thân cây va vào nhau kêu lên xào xạc như sắp đổ ngang. Chúng nghiêng ngả, quằn quại cúi đầu, nhìn chòng chọc xuống đám người dưới này, như đang cảnh báo rằng hãy cẩn thận vì sắp sửa có một điềm xấu, một tai họa sắp gieo xuống đầu họ. 2 giờ sáng, ngoài bãi Tha Ma, mộ lớn mộ nhỏ được chôn san sát nhau. Có tên có, vô danh cũng có. Vì là đất chung, hễ trong làng có ai nằm xuống, trống chỗ nào thì họ chôn chỗ đó. Người xa xứ về tìm lại mộ phần của tổ tiên họ, nếu không nhớ mộ nằm chỗ nào thì khó lòng mà tìm ra. Trong cái không khí ảm đạm âm u đó, có một nhóm người đang hì hục đào bới sâu xuống dưới lòng đất. Từng xẻng đất nặng nề được đào xuống một cách gấp gáp. Họ là ai và đang tìm kiếm thứ gì ngoài bãi Tha Ma lạnh lẽo này? Phải chăng chúng không phải tìm xương cốt của người thân, mà là phường không lương thiện với ý đồ xấu xa? Trong nhóm người đang vội vã, có một tên đứng trên miệng hố, tay cầm đuốc cứ quơ qua quơ lại, nhìn ngó xung quanh. Từng giọt mồ hôi thi nhau tuôn xuống trên khuôn mặt mập mạp của gã. Gã lớn giọng, lo lắng mà hối thúc mấy người bên dưới. Nè nè, tụi mày nhanh cái tay lên, làm cái gì như rùa bò vậy? Mẹ nó, chỉ có ăn chơi là giỏi, chậm trễ dân làng nó mà kéo ra là chết cả lũ đó. Đó là Sáu Mảnh, một chủ trại hòm có tiếng hách dịch ở cái làng này. Ngoài việc bán quan tài ra, hắn còn cho vay nặng lãi. Sáu Mảnh có thân hình mập mạp, hai mắt lúc nào cũng trợn to như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Gã là xuất thân của một tay giang hồ có máu mặt ở Chợ Lớn, về đây lui ẩn. Thế dùng này có tiềm năng để giở trò mánh khóe và làm ăn được, cho nên cắm dùi luôn đã hơn chục năm nay. Sau mảnh bán hàng thì giá cả trên trời dưới đất, cho dai ăn lợi cắt cổ. Bởi thêm cái tánh tình trịch thượng, kể cả ta đây nữa, nên người trong làng không mấy ai ưa nổi. Chẳng có ai thích giao du hay qua lại với loại người này nếu như không có việc cần đến. Nghe Sáu Mảnh quát, mấy người ở dưới nhăn mặt khó chịu. Có người thở không ra hơi, dừng xẻng ngước mặt lên mà trả lời. Đất cứng lắm anh Sáu ơi, hay là mình bỏ cái này, mình tìm cái khác mà đào đi. Chứ nãy giờ anh em đào muốn bở hơi tay rồi mà chưa có thấy gì hết. Bỏ cái gì mà bỏ, mày biết nó đáng giá bao nhiêu tiền hay không? Đạo tiếp đi, không là tao trừ lương tụi mày bây giờ đó. Người nọ nghe Sáu Mảnh nói vậy thì đâm bực, tay siết thành quyền. Anh ta quăng cái xẻng lên trên, rồi chỉ thẳng mặt Sáu Mảnh mà gằn giọng. Mà nè, anh nói cái gì khó nghe vậy sao? Nghĩ thì nghĩ chứ, tôi sợ anh chắc. Không có tôi, coi anh làm được con mẹ gì. À, nay mày gan lắm thằng lữ kìa. Mày có tin? Lúc Sáu Mảnh với người tên Lữ kia đang lời qua tiếng lại với nhau, thì có một giọng mừng rỡ khác hô lên.
Đây nè, thấy rồi anh em ơi. Đám người nãy giờ vì chán nản đã leo lên từ khi nào, chứ còn mỗi một người kia vẫn tiếp tục đào. Cả Sáu Mảnh và Lữ nghe thì im bặt. Tất thải dai mặt sang soi đuốc nhìn xuống. Người thanh niên vừa mới cất tiếng ban nãy, lấy tay mình phủi phủi lớp đất kia ra. Giọng anh ta ấp úng nói: Mà sao ngộ vậy cả? Hình như là... Sáu Mảnh thấy biểu hiện của anh ta như vậy thì chau mày thắc mắc. Ông ta lớn giọng hỏi: Nè thằng Sử, mày thấy cái gì? Mày nói ngộ là ngộ cái gì? Sử đang lấy tay đo đo bốn khúc dáng, nghe hỏi thì ngập ngừng trả lời: Hình như cái quan tài này được chôn đứng anh Sáu ơi. Trời trời đất ơi, cái gì? Khi Sử vừa dứt lời, tất cả la lên rồi đồng loạt đều nhảy dựng lên. Họ nhìn nhau lo lắng, chỉ biết ú ớ, miệng mồm cứng đờ. Một hồi sau mới có giọng run rẩy cất tiếng hỏi: Bây giờ tính sao đến sau? Làm tiếp hay là bỏ? Chứ em nghe nói quan tài mà bị chôn đứng cái kiểu đó đó là bị yểm đó. Không biết có thứ gì trọng, vàng bạc nhiều cỡ nào mà lúc cạy ra thấy quỷ là chết như chơi đó sao ơi. Sáu Mảnh nghe hỏi thì kìm nén cơn sợ mà chau mày suy nghĩ. Cũng vì mấy bữa nay buôn bán ế ẩm, mấy con nợ cứ xin khất lên khất xuống, không có tiền nướng vô mấy sới bạc và những môn cá cược đỏ đen ngày Tết. Cho nên hắn lôi tụi đàn em của mình nửa đêm đi đào mộ trộm mã người ta để kiếm của cải quý giá mà bán. Vốn cũng chỉ là muốn kiếm ít tiền thôi, nhưng ngay phi vụ đầu tiên nhóm đã gặp phải điều tối kỵ như thế này. Sáu Mảnh đứng đó vuốt hàm râu chỉ còn lúng phúng mấy cọng. Chợt mắt hắn lóe lên một tia ranh ma, rồi gật gù. Hắn buông giọng nhỏ nhẹ động viên tụi đàn em: Thôi mấy chú bình tĩnh đi. Chắc là phong tục cổ hủ của nhà nào đó thôi mà. Với lại bây giờ cũng lỡ rồi, mình đào tiếp đi. Lỡ như không có gì thì sao, phải không? Lỡ giả sử cùng mấy người đứng đó nghe Sáu Mảnh nói vậy thì nhìn nhau ngẫm nghĩ. Giống là những kẻ gan dạ, không sợ trời cũng chẳng biết sợ đất, từ giết người cướp của đến đâm thuê chém mướn, chưa có chuyện kinh thiên động địa gì mà bọn chúng chưa trải qua. Sau một hồi hội ý, bọn chúng cho lời Sáu Mảnh nói cũng hợp tình. Lữ châm thuốc, trích sâu một hơi, rồi truyền tay đưa cho Sử và những người anh em sống chết có nhau của mình. Sau đó vỗ tay sốc lại tinh thần bọn họ. Ý anh Sáu nói cũng đúng đó mấy anh em. Thôi mình tiếp tục đào đi. Biết đâu trong đó có vàng bạc một đống thì sao? Bây giờ bỏ ngang thì thấy uổng công. Xong cái vụ này á, Tết tụi mình chơi bời không phải lo nghĩ gì hết. Anh em thấy đúng không? Sau khi được Lữ tiếp thêm động lực, nhóm người còn lại ai cũng mang vẻ mặt đầy quyết tâm. Có người còn cởi luôn cả áo mà cầm xẻng nhảy xuống dưới huyệt. Họ nghĩ đến số vàng bạc trước mắt mà hăng hái đào quên luôn cả việc sợ là cái gì. Nửa canh giờ trôi qua, mới đó mà nhóm người của Sáu Mảnh đã đào sâu được hơn 2 tấc đất. Dưới ánh đuốc mập mờ, hiện ra bên dưới hố là một cổ quan tài kiểu xưa, ước chừng được chôn cách đây gần 30 năm. Sáu Mảnh thấy cổ quan tài thì liền sáng mắt. Y liền nhảy xuống, sờ tay bộ đó, gõ gõ vào ván quan, rồi nhoẻn miệng cười lớn. Trúng lớn rồi tụi bay ơi. Kiểu này cãi ra mà không có vàng bạc thì lấy cái ván này về bán cũng được một đống tiền đó. Với con mắt nhìn đồ của Sáu Mảnh, sau bao nhiêu năm lăn lộn với nghề, hắn nhìn ra cổ quan tài này được làm bằng gỗ quý, so với giá cả thị trường thì bây giờ rất đắt đỏ. Hắn vỗ mạnh vào vai Lữ mà nói: Thấy chưa, mày thấy anh nói có sai hay không? Chuyến này tụi mày tha hồ mà chơi bời. Thôi kéo quan tài lên đi, cải ra coi bên trong đó còn gì nữa không.
Cả đám nghe đại ca mình nói vậy thì nét mặt vui tươi hiện rõ lên. Những ngày tháng sắp tới chắc chắn là những ngày sung sướng của bọn nó. Sau một hồi hè nhau dùng hết sức lực thì nhóm người của Sáu Mảnh cũng lôi được cổ quan tài kia lên trên. Và vừa khi đó, chim chóc thú hoang bên trong cánh rừng đang say giấc thì đột nhiên đập cánh, đồng loạt kêu la vang động lên. Những cơn gió lạnh lẽo bất chợt khẽ thổi qua, làm cho những kẻ đứng đó phải ớn lạnh, óc cục nổi vệt lên. Tụi đàn em của Sáu Mảnh đang hoang mang nhìn nhau không thôi. Từ nãy tới giờ, riêng Sáu Mảnh thì nhìn thấy cổ quan tài mà tặc lưỡi cười suốt. Hắn ra lệnh cho Lữ và Sử nhanh cải cái nắp quan ra. Hai thằng đó vâng lệnh mà làm theo ngay. Sau một lúc khì hục thì nắp quan cũng được bật ra. Kèm theo đó là một mùi hôi hám, ẩm mốc. Sáu Mảnh với tụi đàn em hồi hộp mà chụm đầu vào nhau nhìn cho rõ cái thứ nằm ở trong quan. Thế rồi miệng mồm của tụi nó đứa nào cũng há hốc khi thấy đó là một bộ xương trắng phếu, chưa rõ nam nữ. Trên hộp sọ có hai hốc mắt lõm sâu, được dán một lá bùa đã bạc màu theo thời gian. Nhìn kỹ vào bộ xương đó thì nhóm của Sáu Mảnh còn thấy được trên đỉnh đầu, hai bên vai và giữa ngực có bốn cây đinh lớn. Xung quanh bốn góc quan tài còn có cả dây chỉ đỏ. Tất cả bất giác ngạc nhiên trố mắt mà nhìn nhau. Tụi nó thầm nghĩ đến thân xác người này đúng chính xác là bị trấn yểm ở đây mà. Nhưng lý do tại sao bị yểm thì không thể nào biết được. Ngoài những thứ bùa phép đó ra, còn có cả vàng bạc, vòng kiện. Đoán là trước khi chết, xác người này là một người giàu có, cho nên vàng bạc chôn theo tủy táng mới nhiều tới như vậy. Sau một hồi trầm ngâm, Lữ mới cất giọng thỏ thẻ hỏi Sáu Mảnh: "Bây giờ làm gì đây anh Sáu?" "Làm cái gì nữa? Bỏ cái bộ xương ra rồi lấy vàng khiêng cái hòm vậy. Có vậy rồi cũng hỏi nè, cái thằng này. Trời đất ơi, làm vậy có tội lỗi quá không anh? Lỡ như mình bị quật thì sao? Mày sợ hả? Mày tội cho nó rồi ai tội cho mày? Cả một đống tiền đó thằng ngu. Làm nhanh đi rồi vậy, tao thấy lạnh lắm rồi." Sao mà anh nói vậy? Nhìn cái đống vàng trước mắt, Lữ đành chỉ biết hối anh em làm theo. Khi vàng bạc đã được cho hết vào túi, đám người Sáu Mảnh liền vội khiêng cái quan tài tẩu thoát đi, bỏ lại một bộ xương nằm bên dưới hố sâu. Đêm đông, cơn gió hung bạo thổi tóc qua. Gió mạnh tới nỗi khiến cho lá bùa kia rơi ra. Kèm theo giây phút đó là một tràng cười kinh dị vang lên trong đêm khuya tịch mịch. Một nhân ảnh với đôi mắt đỏ ngầu lơ lửng trên không trung, trừng mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng của bọn người kia. Bọn chúng đâu hề biết rằng bọn chúng đã phạm phải một sai lầm to lớn và sẽ phải trả một cái giá cực đắt cho việc mạo phạm đến mộ phần của người đã khuất. Hừng đông ở ngoài sông lớn, trên chiếc ghe nhỏ đang dập dìu theo từng đợt sóng, xuôi trên mặt sông đỏ ngầu màu phù sa. Khó khăn cũng đã qua, hai thầy trò cũng đã xong việc, lên chùa lấy thêm thuốc cho chuyến đi hành thiện trong năm mới của mình. Nhờ một phần thầy Bãi định lại hồn phách, nhóm người thầy trò của ông Giỏi đã dần bình phục quỷ hồn trở lại. Việc chèo ghe thầy Bãi cũng giao cho quỷ cục đầu đảm nhiệm. Chỉ riêng mỗi Kim Huệ, từ khi ái trân, từ chuyện trước mới biết được tên thật là Hồng Nhung, được mãn phần chuyển kiếp luân hồi, không còn ai để ức hiếp hay nói chuyện thường xuyên, Huệ cũng buồn đi ít nhiều. Thay vào đó, cô thường hay theo bà nữ tướng để học tập tu luyện. Nói đến việc tự chập đấu phép với dòng quỷ ở vùng thủ phủ sắp dừa, anh Thành mạng lớn thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Nhưng ấy vậy mới nói, ngoài việc học đạo ra,
Thành còn phải học thêm tính cẩn trọng, vì trước hết là phải biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Ngồi trước mũi ghe, mái tóc dài xõa uốn lượn qua hai bên mạng, hai tay dò dò cái bông lục bình tím tím. Huệ ướm đôi mắt chan chứa nỗi buồn, nhìn ngó bầu trời tệ bạc. Cô hít thở dài, rồi tự làm mình làm mẩy bản thân. Cầm cái bông trên tay, cô ngắt một cánh thả xuống dòng, rồi thờ ơ than thở. Tết nhất tới nơi rồi, mà sao chán như vậy cả. Không biết cha má giờ ra sao nữa. Em làng không biết có người thương chưa ta. Sao mà nhớ quá. Nói rồi cô hờn dỗi, ném luôn cọng bông tím xuống dòng nước đục màu sình từ trên đồng trút xuống. Xong thì rút chân lên mà ngồi bó gối, cầm gác lên tay, biểu cảm nũng nịu nhưng cũng trông dễ thương vô cùng. Ngay phía sau lưng cô, anh Thành đang bắt cái bếp để nấu cháo cho thầy. Mặt mũi tèm lem vì ông Táo làm cho khói, cũng phải ngó lên nhìn. Anh lên tiếng ghẹo. Gì đó cô nương, ai chọc gì mà mặt mày bí xị vậy? Có anh chọc em, chứ có thằng quỷ nào mà dám chọc em. Ê không có nghe, đừng có gài tôi. Mà anh Thành nè. Có chuyện chi? Thầy đâu rồi? Em muốn... Có cái gì mà ấp úng vậy cả? Thầy đang mệt, nằm nghỉ ở trong đó. Có gì thì nói đi, anh giải quyết cho. Anh Thành, em về nhà thăm cha má được không? Khi nghe Huệ hỏi xin về nhà, Thành không chần chờ, liền gật đầu ngay. Bởi nếu như cô không mở miệng hỏi thì anh cũng kêu cô vậy. Trả lời Kim Huệ, lòng Thành nói cười vui, nhưng sâu trong đôi mắt của người thanh niên ấy có chút đượm buồn. Được chứ, Tết tới kệ rồi, bây giờ cũng không có chuyện gì, em về thăm hai bác đi. Ở chơi lâu chút cũng không sao, chuyện ở ghe anh lo được mà. Được Thành đồng ý, Huệ vui lắm. Cô gật đầu cảm ơn, rồi lướt qua Thành đi vào trong mui, lại thầy bãi, rồi bay ngay về Đồng Tháp để thăm cha má mình. Ở lại đây, nhìn theo mái tóc dài phấp phới, lòng Thành chợt dâng lên một nỗi nhớ nhà. Nhớ cha, nhớ má, nhớ cả đứa em gái nhỏ ngây thơ với thằng bạn thân của mình. Không biết bây giờ họ ra sao, chắc là họ cũng đang trông ngóng anh dữ lắm. Thường khi ngày này của mỗi năm, anh còn đang cùng gia đình của mình lên chùa cầu an mà. Ấy vậy mà bây giờ lại đang ở nơi xứ lạ quê người để hoàn thành việc học đạo của mình. Sóc Trăng ơi, khúc tình quê mộc mạc, mãi ngọt ngào trong câu hát dù kê. Điệu lâm thôn cho ngơ ngẩn lối về, đêm tóc rối môi kề môi say đắm. Em thấy không, Sóc Trăng mình đẹp lắm, nụ mai vàng khoe sắc thấm chào xuân. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Tết đang đến rất gần với bà con trên miệt sông nước Cửu Long. Những phiên chợ trên đất bằng hay trên sông đều cũng đang nhộn nhịp, rộn ràng những giọng nói câu hò chào mời giao thương đón mừng năm mới đến. Những con người xa xứ, xa nhà, xa cha mẹ để kiếm đồng tiền nuôi cuộc sống khó khăn. Lòng dạ ai nấy cũng háo hức nôn nao chờ đợi một cái Tết đoàn viên cùng gia đình. Trời ngã về xế, ông Tám Phan đang cặm cụi lau dọn bàn gia tiên trong nhà. Ông là trưởng làng đời thứ năm của cái làng thợ mi này. Mọi việc lớn nhỏ ở đây đều do một tay ông quản sát. Lúc đang ngân nga theo giai điệu bài dạ cổ mùi mẫn, thì chợt ông nghe từ bên ngoài cửa có ai đó gọi mình. Tiếng gọi gấp gáp như trời sắp sập tới nơi vậy. Ông chau mày thắc mắc, bước lại chỗ bộ ngựa, dặn nhỏ cái đài rồi ngó mắt trông ra. Từ ngoài cửa,
có một người thanh niên nét mặt tái nhợt đang hối hả chạy vô. Ông nhìn thì biết đó là ai. Ờ, gì đó thằng Út Chàng, có chuyện chi mệt coi bay gấp gấp quá vậy? Sau một quãng đường dài chạy đến nhà ông Tám, Út Chàng vịn tay lên cửa mà thở không ra hơi. Khi mà nhịp tim dần ổn định, anh vuốt ngực trả lời. Dạ, ở ngoài bãi tha ma có một cái ngôi mộ bị đào lên nữa ông trưởng làng ơi. Ông Tám Phan nghe vậy thì chợt thay đổi sắc diện. Ông bực bội quăng luôn cây chổi đang cầm trên tay xuống đất, giọng hậm hực mà đai nghiến. Cái gì nữa hả? Tổ bà nó cái lũ trộm mộ này. Đi, bay đi theo tao ra ngoài đó. Rồi ông tức tối bước đi nhanh ra cổng, rẽ qua hướng bãi tha ma của làng. Dù đang mệt, Út Chàng cũng nhanh chóng ba chân bốn cẳng nối bước theo sau. Tâm can của anh cũng không khác gì ông Tám là mấy. Làng Thờ Mi được dựng lên từ trước những năm 90. Làng rất rộng, nhân khẩu tính sơ cũng gần 500 mạng, vừa đủ một ấp nhỏ. Xung quanh tứ bề là rừng và sông. Rìa tây của làng nằm giáp với khu vực rìa sông Bạc Liêu, trên dưới đều thuận tiện cho việc giao thương. Nơi đây là nơi sinh sống của ba sắc tộc Kinh, Hoa và Khmer, luôn đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Ngoài bãi tha ma của làng, nơi chỗ khu mộ dành riêng cho người Hoa, có một nhóm người đang tụm năm tụm bảy chỉ trỏ bàn tán. Vẻ mặt của ai nấy cũng đang tỏ ra khó chịu, tức giận vô cùng. Thấy ông Tám ra tới, trong đám người bước ra một người đàn ông ngoài ngũ tuần, lo lắng hỏi. Giờ sao đèn tâm? Mình lên báo chính quyền luôn hả? Chứ cái tụi này nó lộng hành quá rồi. Chen qua đám người đang đứng, ông Tám đi vào bên trong xem xét tình hình. Nhìn chăm chăm xuống bộ xương trắng nằm lạnh lẽo dưới cái hố sâu đang bị ruồi nhặn bâu xung quanh, ông Tám không vội trả lời mà nhìn người đàn ông hỏi lại. Anh biết cái mộ này của ai không anh ba? Ông ba chài châu mày nghĩ ngợi rồi đáp. Hình như cũng lâu lắm rồi, tôi cũng không rõ nữa anh Tám. Thôi bây giờ tôi tính vậy, bà con mình phụ tôi đi, chôn lại cái mộ này cho người ta, rồi đợi tối nay làm lễ cúng định xong, có gì tôi lên chính quyền báo cáo để cho họ điều tra xử lý. Bà con thấy tôi tính vậy được không? Hay là bà con còn ý kiến nào khác cứ nói ra đi. Nhưng tất cả mọi người đều gật đầu tán thành, vì họ cũng không có ý kiến hay nào khác hơn. Giá lại họ rất tin tưởng ông Tám, họ đồng ý với quyết định của ông. Bữa nay là 30 Tết, bà con làng Thờ Mia đang tề tụ tại lễ cúng đình cuối năm, cốt yếu để cầu cho mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào, mọi việc đều suôn sẻ hanh thông. Họ cùng nhau đốt lửa, nhảy múa hát ca, vui cười đón giao thừa năm mới. Trong lúc soạn đồ để bài biện bàn lễ, ông Tám nhìn qua nhìn lại thì thấy thiếu mất đi hai cây đèn dầu. Thấy giờ định lễ sắp đến, ông vội gọi con trai của mình. Út Sang đang lây quay xếp củi ở trước sân để lát nữa đốt lửa cho bà con, nghe cha gọi thì chạy vô. Cha kêu con có chiêu cha. Bây giờ chạy về nhà liền đi, lấy cho cha hai cây đèn dầu lớn, nhanh không kẻo trễ lễ đó con. Sang nghe cha dặn liền gật đầu, vội vã bước đi trên con đường toàn ổ gà ổ vịt do những cơn mưa để lại. Anh cứ cúi gằm mặt mũi mà đi thật nhanh, tới nỗi đâm sầm vào người ta mà không hay biết. Úi trời, xin lỗi anh, tôi giỏi quá. Út Sang liên tục xin lỗi người trước mặt.
cho tới khi ngước mặt lên nhìn thì mới thấy đó là một người lạ. Cái làng thờ Mia này không ai mà anh không biết. Đang lúc Út Sang còn đang sợ lỡ mấy lời xin lỗi thì người bên này đã lên tiếng. Có gì đâu anh. Anh đi đâu mà vội quá vậy? Đường tối khó đi lắm. Cố nở ra một nụ cười gượng trên môi, Út Sang lơ là trả lời người không quen. Tôi có việc gấp. Thôi tôi đi nhanh còn kịp. Thấy Út Sang vội đi, người thanh niên kia đã cản lại. Khoan đã anh hai à. Dạ, tôi thứ Út. Anh Út cho tôi hỏi thăm một chút được không? Anh muốn hỏi gì? Anh cho tôi hỏi, anh ở xóm này có biết ai tên là Chính Sành không anh? Ông Chính Sành thì xóm này ai cũng biết. Út Sang nhiệt tình chỉ. Vậy thì chắc là anh không gặp được rồi. Sớm mai tôi gặp ổng ở ngoài lẩu lớn, tài sách nách mang hình như là đi đâu đó. Nhà ổng ở ngoài sớm, sát bờ sông, ủ mắm thơm lắm. Anh đi dọc cái bờ này nè, nghe cái mùi mắm thơm là đúng nhà ổng đó. Thôi tôi đi nghe, tôi đang có một chuyện gấp. Út Sang bước qua mặt người thanh niên, anh ta cũng nói gót mà đi theo sau lưng. Lúc này Út Sang mới quay lại dòm. Ủa, ông Chính Sành nhà phía kia mà, anh đi đường này đâu có phải. Tôi tên là Thành, người ở xứ khác tới. Tôi hỏi cái này đường đột, anh đừng có giận. Anh có bà chị mới mất hồi tháng trước có phải không? Út Sang trong giây lát ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Phải rồi, sao anh biết vậy? Thành đưa tay chỉ về phía sau lưng Út Sang rồi trả lời anh. Chị chưa có đi đầu thai, hương hồn của chị còn đang đi ở sau lưng anh kìa. Thành vừa dứt lời, Út Sang liền thấy sống lưng mình trở nên lạnh toát. Như một phản xạ, Út Sang liền quay đầu nhìn. Có điều phía sau lưng anh, ngoài cái bóng in dưới đất thì chẳng có gì nữa. Út Sang nheo đôi lông mày thay cho câu hỏi. Thành mới nói, anh không thấy đâu, hồn của người vừa mới chết yếu ớt lắm, bây giờ thì tan đi mất rồi, hình như vẫn còn chưng vấn điều gì thì phải. Út Sang nở một nụ cười khẩy trên môi, dường như coi Thành không hơn không kém là một tên lừa đảo. Không nói gì thêm nữa, Út Sang quay đi, vì sắp sửa đến giờ làm lễ rồi. Thành cảm nhận được một điều gì không hay đang xảy đến. Anh không đi theo lời Út Sang chỉ mà lầm lũi trở về dưới ghe. Không khí nơi đình làng đang vui tươi nhộn nhịp. Lúc này tại trại hòm của sáu mảnh hách dịch kia cũng không khác là mấy. Trại hòm này từ ngoài nhìn vô bên trong, sau hai cánh cửa lớn là hai dải quan tài được xếp chồng lên nhau, ngổn ngang không có trật tự, đủ kiểu đủ loại. Ở giữa gian được đặt một bộ đi văn lớn. Sau khi đem cổ quan tài với vàng bạc vừa trộm được về, bây giờ đám người trộm mộ đang tụ tập lại để chia phần, đồng thời tổ chức nhậu nhẹt để ăn mừng chiến lợi phẩm. Và khi này cũng là lúc mà những mối lo tồi tệ của Lữ bắt đầu diễn ra. Đang ngồi nhậu nói chuyện hăng say thì trong đám có một thằng ngồi dậy, đó là Sử. Hắn ta loạn choạng xỏ dép đi ra sau trại để giải quyết nỗi buồn. Đằng sau trại hòm là một vườn chuối đã lâu không có người phát dọn. Cây cỏ gai gốc mọc bừa tùm. Một tấm vách quan bị hư, không dùng đến, được sáu mảnh vứt ở một xó. Đứng ở đây có thể nghe thấy những âm thanh nhộn nhịp ở đình làng đang diễn ra buổi lễ. Gió hiu hiu thổi mát. Sự mắt nhắm mắt mở, cả người siêu vẹo theo từng đợt nước từ trong người xả ra. Bỗng đang hưng phấn thì hắn chợt nghe có một giọng người phụ nữ mụ mị phát ra từ trong vườn chuối. Giọng nói âm vang ghê rợn, bất giác làm cho hắn rùng mình. Chàng ơi, chàng ơi. Cái giọng lanh lảnh đó cứ lặp đi lặp lại như đang mời gọi.
sẵn có hơi men trong người. Sử căng hai con mắt ra nhìn. Nhưng sâu trong vườn chuối, ngoài màn đêm tối tăm ra, thì chẳng có lấy bóng hình của một ai ở đó cả. Sử dụi mắt, thở hắt ra một hơi sặc mùi men, rồi tự trách bản thân mình. Chắc mình xỉn quá rồi, làm gì có ai trong đó ở đâu chứ. Hắn khoát tay quay vào bên trong để tiếp tục cuộc vui. Nhưng khi tấm lưng của hắn vừa xoay lại, thì hắn chợt la lên một tiếng rồi ngã người về sau, nét mặt trông sợ hãi vô cùng. Trở lại cuộc nhậu ở trong trại hòm, vì đã uống khá nhiều, Sáu Mảnh thấy mệt cho nên không uống nữa mà leo lên võng nằm. Nằm tréo ngoảy trên võng, trên tay hắn mân mê cái thổi vàng vừa mới trộm được ở dưới huyệt mộ, miệng cười suốt không thôi. Ở bên này, trên bộ đi văn, chỉ còn Lữ và những người anh em thân tín ngồi uống rượu. Chúng la lối cười nói sau mỗi lần đập bài. Chợt Lữ đang đếm tiền thì mắt bộ liếc qua chỗ Sử, giọng hắn lẩm bẩm: "Mẹ nó cái thằng này, đi cái gì mà lâu dữ vậy không biết, chắc ngủ ở ngoài luôn rồi à." Nói thì nói vậy, nhưng ai cũng biết Lữ và Sử là anh em chí cốt, đã không biết cùng nhau vào sinh ra tử bao nhiêu bận. Hai thằng đó là cánh tay trái phải đắc lực của Sáu Mảnh. Khi trước mỗi lần có công việc gì, đều do hai thằng cầm đầu băng nhóm đi thanh toán để tranh giành địa bàn. Thấy anh em mình đi lâu, vốn cũng sợ không may Sử bị trúng gió chết, mất một người chinh chiến. Nghĩ tới đây, Lữ liền nhét sắp tiền vô trong túi áo, miệng ngậm phì phèo điếu thuốc mà đi tìm. Phía sau trại hòm, từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua vườn chuối, khiến cho những tàu lá đập lên phành phạch như cô đào hát nổi tiếng nào đó đang nhảy múa một tuồng kép nức danh. Ánh trăng dạ trên cao soi sáng vằn vặt quang cảnh ma mị xuống đầu kẻ phàm trần mang nhiều tội lỗi đang hốt hoảng ở dưới này. Sử té bật người ra sau, hai mắt gã trợn trắng khi thấy trước mặt mình là một nhân ảnh mờ ảo. Một bóng hình con gái chân cách mặt đất đang lơ lửng trên không trung. Ma nữ tóc dài ngang lưng phấp phới trong gió. Đặc biệt, cô ta có gương mặt quỷ dị vô cùng. Hai mắt thâm đen trũng sâu, những đường gân máu ẩn hiện dưới lớp da nọng máu. Nhìn vào Sử, nhân ảnh cô gái trợn trừng ánh mắt đỏ ngầu, nghiến hàm răng nhọn vang lên ken két, tức giận mà rít lên: "Trả đồ lại cho tao, tao giết mày chết, lũ khốn nạn." Nói xong, chẳng để cho Sử kịp hiểu để mở miệng thanh minh, nhân ảnh cô gái đó liền nhào tới, dùng hai bàn tay đầy vuốt nhọn đâm thẳng vào cổ tên Sử mà bóp chặt. Móng vuốt đâm vào da thịt, những giọt máu tươi phúng ra chạy dài thấm xuống mặt đất khô cằn chết chóc. Sử vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, cổ họng của hắn nghẹn lại, hơi thở dần khó nhọc đi, máu từ thất khiếu cũng tuôn ra. Bình thường hắn khỏe lắm, với lại những lúc có hơi men trong người hắn khỏe hơn gấp bội. Ấy vậy mà bữa nay, một đứa con gái mỏng manh như thế này, hắn không tài nào chống trả được. Ánh mắt của hắn dần yếu đi. Trong lúc hấp hối, hắn lại nghĩ về những chuyện mình đã làm, bao nhiêu tội lỗi mà trời không dung thứ đã gây ra. Hắn cảm thấy ân hận vô cùng. Nhưng mà ở đời, số phận đưa đẩy, nếu biết trước thì đã không làm, để bây giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi. Nhân ảnh cô gái kia vừa dùng lực đâm mạnh vào sâu bên trong da thịt, vừa siết cổ Sử, miệng cười lên sằng sặc. Không dừng lại ở đó, như chưa thỏa mãn được cơn giả tâm hận thù của mình, biết Sử đang rất yếu ớt, cô ta buông một tay ra, dùng tay trái để siết giữ Sử lại. Còn tay kia cô ta nhặt khúc gỗ vuông thường dùng để kê chân hòm bên cạnh, đập mạnh vào đầu Sử.
từng phát đập xuống là từng cơn thịnh nộ của sự tức giận đến cực độ giáng xuống đầu kẻ ác nhân trộm mộ. Đường lúc trong ma cô gái nọ đang đập hăng say, thì từ sau lưng có một giọng nói quảng hốt cất lên. Sử, mày làm gì đó? Mày điên hả? Dừng lại ngay! Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, Lữ vừa lẩm bẩm vừa đi ra tiệm Sử. Khi điếu thuốc trên miệng dần tàn, hắn cầm lấy cái đầu lọc búng mạnh một cái vào bụi cỏ. Lúc ánh lửa của tàn thuốc rơi tứ tán vào trong không trung, hắn chợt thấy có một người nằm trơ dưới đất. Người đó dùng một tay tự siết lấy cổ mình, tay còn lại cầm cây đập vào đầu mình. Lữ cảm thấy khó hiểu, sởn da gà vì hành động kỳ lạ của người đó. Nhưng khi nhìn lại, hắn chợt giật mình thất kinh, khi mới rõ đó không ai khác chính là Sử, thằng anh em chí cốt của mình. Lữ tỉnh cả rượu đi, lật đật chạy lại gọi tên Sử. Nhưng tới nơi thì đã quá muộn. Sử đã chết từ khi nào? Chết tức tưởi, hai mắt trắng giả, khuôn mặt tím tái phủ đầy máu, phần đầu thì be bét, dưới cuốn họng thì rách bươm, máu chảy ra không ngừng. Lữ như không tin vào mắt mình. Tại sao Sử lại tự làm như vậy? Hắn ta lây lây người bạn mình, nhưng tất cả mọi hành động của hắn giờ đây cũng dư thừa. Sử đã nằm bất động trên vũng máu oan nghiệt, lao vội giọt nước mắt trên khuôn mặt lằn ngang lằn dọc bởi sẹo. Lữ cởi tấm áo ra lao máu cho bạn mình. Hắn xốc Sử lên vai, rồi tất tả vào bên trong trại hòm, báo lại cho Sáu Mảnh cùng với những người anh em để biết còn liệu Sử. Khi bóng lưng nhúm máu của Lữ dần khuất vào bên trong, lơ lửng trên đọt chuối hột cao, vong hồn cô gái ban nãy nhìn theo mà thì thầm. Từng thằng một sẽ biết tay tao. Dám lấy đồ của tao, đừng mơ sống sót. Nói rồi cô ta mang theo điệu cười lanh lảnh chết chóc mang rợ của mình mà hòa vào trong màn đêm âm u lãnh đạm. Rồi đây những ngày xuân Tết đến sẽ ra sao? Cái chết của Sử đã đủ cho cơn tức giận kia hay chưa? Hay chỉ là bắt đầu cho một chuỗi bi kịch mà thôi? Sáng ngày mùng 1 Tết, bà con làng Thợ Mia chào đón xuân bằng những câu chúc tụng nhau hoan hỷ. Ai nấy đều phấn khởi, tràn trề sự vui tươi. Ngoài sông ngoài lạch, xuồng ghe đậu tấp nập rộn ràng. Có nhà đã bày biện mồi màng đón khách tới sông đất chung vui từ sớm. Những đứa nhỏ háo hức phấn khích nhận bao lì xì từ người lớn. Những làn khói mỏng manh xì sụp trên mái lá, những búp mai vàng nở rộ, những đòn bánh tét đung đưa nhịp theo gió xuân trên mái hiên. Tất cả những nét đẹp nên thơ ấy tạo nên một ngày Tết bình yên của vùng quê nhỏ đáng sống. Nhưng không, ở một vị trí nơi đắc địa của làng, cờ tang phủ trắng, không khí ảm đạm tan tóc, tiếng trống đám ma đều nhịp, người biến vắng tanh. Đêm qua khi Lữ vác xác Sử vào trong trại, lẫn Sáu Mảnh và tụi đàn em còn lại đều ngỡ ngàng. Theo như lời kể của Lữ, không ai rõ về cái chết của Sử hay lý do tại sao hắn làm như vậy. Do Sử đi theo Sáu Mảnh từ lúc lên 10, không ai biết gốc gác người thân của Sử ở đâu. Dù biết là đầu năm đầu tháng có tang là xui xẻo, nhưng để đối xử trọn vẹn tình nghĩa với người đàn em thân tính của mình, nên buộc chính tay Sáu Mảnh phải cam chịu làm đám tang cho hắn. Đám tang vắng lặng, cũng biết là người làng không ai thích những kẻ ở trại hòm này. Nhưng dù gì cũng là cùng làng cùng xóm, đến viếng cũng có lác đác vài người, chủ yếu là những người mượn tiền của Sáu Mảnh. Mới đó mà đã hết ngày đầu xuân. Lúc chạng vạng tối, từ dưới mé ao có hai người thanh niên đang lén la lén lút leo lên bờ.
nhìn vào chiến lợi phẩm mà mình có được, gồm một chum mắm, một cái thau tôm càng nặng trịch. Người thanh niên có vóc dáng gầy nhưng lại cao liêu nghiêu. Anh ta vắt cái áo cho khô, rồi nhìn sang nói với đồng bọn. Hay đấy, chuyến này mình vô mánh hả mày? Không muốn công tao định mấy ngày nay. Kiểu này á, mai mùng 2 đem ra chợ bán là có tiền nhậu, đánh bài tẹt ra rồi. Ngồi ở kế bên, người thanh niên tinh tí đưa tay dạo qua dạo lại mớ tôm, rồi nhìn sang chum mắm thơm nước mũi. Y cầm một con tôm càng thải lên thải xuống, tươi cười nói. Quá xá luôn anh Tèo. Con nào con đó bự tổ chán luôn, nhìn thấy phát ham mà. Còn cái chum mắm này nữa, chắc là hàng cực phẩm nên ổng mới giấu kỹ vậy đó. Mai mình làm vụ nữa ha. Ủa, mà ổng chính đâu mà ổng đi đâu em không thấy. Ổng mà biết mình mò tôm địa của ổng á, chắc ổng tức chết luôn. Tèo đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, trả lời lại với giọng chắc nịch. Mày đừng có tưởng ngon, ổng mà biết là không có yên với ổng đâu. Tao đã điều tra kỹ càng mấy bữa nay mới dám làm đó. Bữa nay ổng có việc đi ăn dỗ sớm bên kia, nghe đâu mai mới về lần đó. Vậy thì ngon quá. Sáng sớm mai nước địa lắng bớt sình rồi, mình qua mò thêm một thau nữa đi, đem ra chợ bán luôn một lần cho nó nhiều. Được đó, thôi bây giờ đổ vô vợt đi rồi vậy, ngâm nước nãy giờ lạnh quá. Rồi tụi nó lúi húi đổ cái thau tôm vô cái vợt lưới. Khi đã xong xuôi, thằng Tèo vắt cái áo lên vai. Nè, mày đỡ cái chum lên cho tao đi, để tôi vác cho. Mày xách cái vợt thôi. Khi cái chum gần lên tới vai của thằng Tèo thì lại rớt xuống. Sức nặng của cái chum làm cho nó ngã chúi nhủi theo ra đằng sau. Cũng may còn có thằng Tí đỡ lại mới không có bị bể. Có tiếng của thằng Tí vang lên, nhưng sao nghe giọng nó hoang mang lắm. Anh Tèo, anh nhìn xuống dưới sông coi kìa anh Tèo. Bị té, Tèo nhăn mặt khó chịu. Nó bực dọc đáp lời. Mẹ bà nó cái gì? Cái gì vậy đó? Trời ơi, cái xương sống của tôi. Nói thì nói vậy, nhưng với bản tính tò mò, nó cũng hiếu kỳ mà đánh mắt nhìn xuống. Phía đằng xa xa ở dưới dòng sông, có một con ghe đang lao băng băng trên mặt nước. Có điều nhìn kỹ thì con ghe đang xuôi ngược dòng. Nhìn ra sau thì không có lấy một bóng người chèo hay chống gì hết. Dường như có một thế lực tâm linh vô hình nào đó đang giúp con ghe trôi đi thì phải. Chợt nhiên có cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làm cho tụi nó rùng mình một phen. Tèo và Tí nhìn nhau khó hiểu. Trong lòng tụi nó bây giờ có đôi chút chột dạ, thấp thỏm run sợ. Trong lúc hai thằng đang nhìn chăm chăm xuống con ghe suy nghĩ, thì bỗng giật mình khi nghe đằng sau có tiếng quát lên. Nè hai cái thằng kia, tụi bay lấp ló ở đó làm cái gì đó? Ăn trộm cái gì của tao hả? Chết bà tụi bay với tao à. Một ông lão hơn 60 đang bước đi khập khiễng về phía này. Trên tay ông cầm theo một cây rựa bén ngót. Tụi thằng Tí nhìn vô cái dáng đi đó liền đã nhận ra là ai. Tèo nhìn cây rựa trên tay ông già thì bất giác run tay run chân, lên tiếng gọi Tí. Chết mẹ, ông chính vậy, giọt lẹ mày ơi. Hai thằng ăn trộm ngồi bật dậy, lấy đà mà chạy thục mạng. Nói sợ thì sợ, nhưng mà tụi nó cũng không quên bỡ cái chum, rồi xách theo cái vợt tôm, và quên ngang luôn cái việc ban nãy gặp một con ghe kỳ lạ ở ngoài sông. Hai thằng tẻ hai hướng. Ông chính ngó thấy thằng Tí đang vác cái chum mắm thì tá quả mà rượt theo ngay. Trời đất ơi, cái thằng kia, mày bỏ chum mắm lại cho tao. Thấy ông chính sành không thèm rượt theo cái vợt tôm trên tay thằng Tèo, mà cứ đuổi theo đòi lại chum mắm, thằng Tí hoảng hốt không thôi. Nó chạy băng qua tắt sân của nhà ông chính, đạp nát cả giường nhà, rồi phóng ra hàng rào mất dạng. Cái tật ở chân làm cho ông chính không đuổi theo kịp tụi nó. Nhìn xuống cái ao bị quấy đục mà tức tối,
Ông cầm cây rựa chặt mạnh vào thân cây bần con, khiến cho nó gãy ngang. Tổ cha tụi bay, tao biết tụi bay là thằng nào á thì không có sống nổi với tao đâu. Ông Chính cầm cây rựa chặt mấy nhánh thả xuống ao. Lúc ông vẫn còn hậm hực chửi láp giáp thì nghe có tiếng gọi. Chú Hai ơi, cho con hỏi chút xíu chứ. Ông Chính khựng lại đôi nhịp. Ông dai mặt qua nhìn thì thấy dưới sông có một con ghe đang chậm chậm tiến lại. Dưới ánh mắt thâm sâu của mình, ông nhìn ra được lý do tại sao ngược nước mà con ghe lại dễ dàng trôi nhanh như vậy. Ông nhìn lên đằng trước mũi, nơi có một thanh niên trạc 30 đang ngóng mắt nhìn lên. Chợt ông châu mày. Ông nhìn con ghe sao mà thấy quen thuộc quá, mới đánh tiếng hỏi. Chú em hỏi gì tôi đó? Thành theo sự chỉ dẫn của Út Sang thì cập vào đây. Gặp có người cho nên anh mừng lắm. Thành ngồi xuống đập đập vào mạn ghe. Con ghe như có linh tính, hiểu ý mà rẽ nước vào bờ. Khi đã dừng hẳn, Thành mới cất giọng. Dạ thưa chú, chú cho con hỏi bến nhà ông Chính Sành ở đâu vậy chú? Ủa, chú em kiếm nhà ổng mận chị, có chuyện gì không? Dạ không. Chuyện là nãy có dịp sẵn đi ngăn đây. Thầy con mới dặn chừng nào tới Vĩnh Châu á thì tìm nhà ông Chính Sành để cái hội thăm. Ngặt nỗi đã lâu không gặp, đường xá thầy chỉ nhớ mang máng thôi, nên con cũng không rõ lắm. Bây giờ gặp được chú, chú có biết ông Chính nhà nào chỉ giùm con với? Vẫn còn chút hoài nghi trong lòng, ông Chính Sành mới hỏi thêm. Vậy hai thầy trò cậu ở đâu tới? Thầy cậu danh xưng là gì? Tại sao lại biết Chính Sành? Dạ thưa ông, hai thầy trò tới từ núi Cấm. Thầy trò con lênh đênh trên sông cũng được mấy tháng nay rồi. Thầy con là Bảy Thịnh. Ông Chính lắng nghe từng câu từng chữ từ miệng của Thành thốt ra. Khi nghe đến hai chữ núi Cấm, ông đã có chút giật mình, nghĩ đến một người. Rồi khi nghe thêm đến tên thầy Bảy Thịnh thì ông đã chắc chắn rồi. Cơ mặt ông giãn ra phần nào, ánh mắt sáng, lòng dạ bồi hồi, vui mừng không thôi. Trời ơi, là Bảy Thịnh sao? Sao nãy giờ cậu không nói sớm? Tôi Chính Sành nè. Ông Bảy đâu rồi? Ông còn mạnh không? Thành nhìn ông chú mà mình hỏi chuyện nãy giờ, nhận là người mà hai thầy trò đang tìm kiếm ròng rã mấy ngày nay, thì có chút sững sờ. Nhưng rồi sau 10 giây lấy lại cảm xúc, anh cũng vui mừng mà cười tươi. Trời ơi, ông Chính này sao? Kiếm được ông Chính còn mừng quá trời. Thầy con nhắc miết kìa. Mấy bữa nay trái gió trở trời, thầy con hơi mệt trong người, đang nằm nghỉ ở trong muôi á. Thành được nghe kể về ông Chính Sành. Nhiều năm về trước, thầy Bảy với ông Chính tình cờ quen biết nhau trong một lần giông giật gió lốc làm ghe của thầy Bảy bị lật. Được ông Chính tận tình cứu giúp, ông Chính là ân nhân của thầy Bảy. Sau đó thì hai ông kết nghĩa tâm giao. Ông Chính nhìn con ghe rồi nhìn lại Thành từ đầu xuống chân. Thấy mặt mũi người thanh niên này có vẻ hiền lành chất phác, khí chất từ nhân trung phát ra đạo mạo, chánh thiện, không giống như bọn tà đạo chuyên làm chuyện ác hại người. Khi đã biết ông Bảy nằm ở trong ghe, ông Chính không nói gì thêm mà lật đật lê cái chân cao thấp bước xuống. Thành lễ phép chào ông Chính rồi cũng đỡ ông lên ghe vào bên trong mui. Mặt chạm mặt đối diện với nhau, ông Chính cười giòn nhìn Thành vỗ vai mà buông lời khen. Chà, anh Bảy hay quá nha. Mới mấy năm không gặp mà có đệ tử rồi. Nhìn cái thần thái này đoán chắc trong tương lai còn giỏi hơn anh Bảy nữa. Dạ, con cảm ơn chú Chính. Thành bại ra sao đều nhờ ơn dạy dỗ của thầy con. Con sẽ cố gắng để không phụ lòng thầy. Được, giỏi đó. Tao tin là anh Bảy không có chọn nhầm người đâu. Rồi ông vịn tay vô thành ghe mà bước vô trong. Thành cũng bước chân theo sau,
Trong mùi, thầy Bãi đang nằm ngủ. Ông Chính khẽ ngồi một bên nhìn vào khuôn mặt nhiều nếp nhăn xen kẽ của ông bạn già. Ông Chính sành lấy tay kẻ lây thầy Bảy, khẽ gọi tên. Anh Bãi à, anh Bãi Thịnh. Thầy Bãi đang trong giấc thì sực tỉnh khi mơ màng cảm nhận có ai đó lây mình. Thầy mở choàng mắt trả lời. Ai đó? Ủa, Chính Sành nè. Thầy Bãi tỉnh khỏi giấc khi nhìn thấy người bạn cũ đang ngồi ngay trước mắt. Ông Chính cười xòe xòa, nắm lấy đôi tay gầy của thầy Bãi. Tôi Chính Sành nè. Anh làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Mới có 3 năm không gặp thôi mà. Thầy Bãi chống tay ngồi dậy, sờ soạn người ông Chính mà hỏi dồn. Dạo này sao rồi? Khỏe không? Sao không thấy biên thư gì ráo trội vậy? Trời ơi, tôi khỏe, khỏe như trâu luôn. Mà người cần lo là ông đó. Tôi thấy sao mà xanh xao quá vậy? Nghe thằng Thành nói là ông bị bệnh. Trời, giờ thấy trong người sao rồi? Ôi, bà cái bệnh người già đó mà. Ông quên tôi là thầy thuốc sao? Ừ, vậy cũng tốt. Thôi bây giờ lên nhà tôi đi, mình nhấp chén trà đàm đạo, kể cho tôi nghe mấy năm nay anh ra sao. Trời đổ về tối hẳn. Cả hai thầy trò thầy Bãi theo chân ông Chính lên nhà. Hai ông già vừa đi vừa hàn huyên, để lại chiếc ghe ngoài bến với 4-5 cái bóng trắng lúc ẩn lúc hiện. Bây giờ có một dông ma mới bắt đầu lên tiếng. Mẹ bà, cái thằng cha cục đầu chả sướng thiệt chứ. Lúc đánh nhau thì chả không thấy đâu. Thầy giao như vậy rồi mà cứ đẩy việc qua cho mình. Suốt ngày chỉ biết ngủ à. Còn mình thì đẩy ghe muốn cống xương hông cộng xương sống vậy đó. Lại còn xém chết thêm lần nữa. Sao tao thấy thầy mình thiên vị quá. Có một giọng khác trả lời. Mình vô sao thì chịu thôi. Mày thấy chế hai bà dữ không? Có ai dám cãi lại đâu. Từ trong mui ghe, một dông nam mặc đồ võ bước ra. Đó là Võ Đại Sư. Ông đưa ánh mắt như dao nhìn vào ba đồ đệ của mình mà gằn giọng quát. Mấy đứa bày nói cái gì đó? Thầy Bãi thấy quỷ cục đầu đấy hoài cũng tội, nên giao phó cho tụi bay khỏe thì phụ đẩy ghe. Mới có chút việc như vậy mà than trời trách đất, nanh hẹ nhau rồi. Thử hỏi sau này sao làm việc lớn chật. Tụi dông ma bị sư phụ mắng thì sợ một phép. Tụi nó bày ra vẻ mặt ăn năn mà xin lỗi tráo riết. Ông giỏi đứng nhìn xung quanh một chập rồi mới giao việc cho bọn nó. Bây giờ một đứa ở lại canh ghe, còn bao nhiêu đi theo sư phụ thám thính cái sông này. Tao thấy có âm hồn lẫn giỡn đâu đây. Luồng âm khí này mạnh mẽ lắm. Mấy đứa bay nên cẩn thận. Gặp sự gì bất trắc thì báo ngay cho cậu Thành nghe chưa. Trước mặt hai thầy trò Thành là nhà của ông Chính Sành. Một căn nhà dách dựng bằng tôn, mái thì lợp lá dừa, trông cũng không khá giả là bao nhiêu. Bên trong tranh tối tranh sáng, tán cây gòn che phủ lên nóc, làm cho căn nhà càng tăng thêm độ huyền ảo. Thầy Bãi liếc mắt nhìn xung quanh. Bên hông nhà ông Chính ươm dày đặc nhiều cây mai ngũ sắc, nhưng đã tơi tả mấy phần. Thành chỉ tay vào trong đám mai trong sân, buộc miệng hỏi gia chủ. Cái giống mai này cũng hiếm lắm, sao chú Chính lại để gãy dập vậy? Thiệt là uổng quá trời. Má cha tụi nó canh tao đi công chuyện, ở nhà mò sạch cái đìa tôm, lấy đi cái hũ mắm quý của tao. Tao dí chạy thì nó băng tẹt qua cái đám mai, đạp banh chành hết trọi. Mới đầu năm đầu tháng mà gặp cái thứ gì đâu không à. Thôi lỡ rồi thì bỏ đi. Chú Chính ươm mai giỏi mà, chiếc ra trồng lại cũng đâu có tốn sức là bao nhiêu. Được ông Bãi khuyên lân,
Chính Sành cũng liền dịu đi nhiều. Ông mời hai thầy trò vô nhà vì bên ngoài sương đã bắt đầu xuống. Thành ngửi thấy đâu đó trong gió có mùi mắm thơm. Không biết ông Chính ủ bằng loại gì mà nó không giống bất cứ loại mắm nào Thành từng ăn qua. Vô tới nhà, ông Chính lọ mọ trong bóng tối đến chỗ quen thuộc, thắp cái đèn lên, rồi mời thầy Bãi và Thành ngồi xuống bộ bàn trà. Dưới ánh đèn chớp tắt liên tục, thầy thấy ông Chính cứ mãi lây quay ở chỗ cái bình điện, thì cất tiếng hỏi: "Nè Chính Sành, ông mận cái gì đó mà lâu quá vậy? Lên đây ngồi đi, ngồi nói chuyện nè." Rồi, anh ngồi đó đợi tôi xíu. Cái đèn bữa nay nó dở chứng sao đó. Để mai lên huyện sắm cái mới cho rồi. Sửa tới sửa lui tốn tiền mà ngày nào cũng chớp hết. Chắc nó cũng tới tuổi như chủ nó rồi đó. Thôi mời xuống ghe tôi đi, tôi đưa cho một cái mà xài, mua chi cho tốn tiền. Lây quay một hồi thì cái đèn mới chịu yên vị mà không chớp tắt nữa. Ông Chính lúc này mới ngồi vô bàn: "Mấy năm nay sao tôi ghé đôi lần mà không gặp được ông vậy? Hỏi ông người ta cũng không biết nữa. Tưởng đâu là không gặp lại được rồi." Ông Chính nhấp lấy ngụm trà rồi thong thả nói chuyện: "Thì 3 năm qua tôi đâu có ở đây. Có chút công chuyện phải đi mấy năm ạ. Vừa về ở được nửa năm đó chứ. Sao anh Bãi à, nay ghé làng thăm tôi hay là định ở đây hành thiện vậy?" "Thăm ông là thứ nhất, sẵn đó giúp cho bà con xứ này. Giúp người thì ở đâu cũng như nhau thôi, ở đâu mà không có người khổ chứ." "Phải rồi, ở đâu mà không có người khổ. Nếu anh Bãi ở đây thì mai tôi nói với bà con tới. Người ta biết anh tới là người ta mừng dữ lắm đâu nghe." "Dạ, ủa mà chú Chính, con nghe trong làng mình có tiếng trống lắm mà. Không biết nhà nào xui rủi gì à? Chết ngày mùng một." "Ôi cái tụi du côn du đảng ở trại hòm chứ ai. Chắc là ăn nhậu cho cố vô rồi trúng gió chết đó. Hơi sức đầu bận tâm." "Thôi năm mới phát tài, lên cho biết nhà. Bây giờ tối rồi, ông nghỉ ngơi đi. Tôi về lại ghe có việc. Sáng mai tôi lên uống trà với ông." Vừa nói dứt là thầy Bãi đã nhấc người khỏi ghế. Ông Chính vội vã muốn níu kéo, nhưng thầy lại nói: "Thật ơi, tôi có đi luôn đâu mà ông sợ. Sáng sớm lên uống trà ha. Bây giờ dưới ghe nó có công chuyện, xử lý cho xong rồi sáng mình tính." Thầy Bãi đã cương quyết, ông Chính Sành cũng phải đứng dậy tiễn cả hai ra cửa. Ông nhìn theo người bạn già bấy lâu mới gặp lại mà trong lòng vui vô cùng. Bây giờ ở đám tang của Sử, tiếng đánh bại la ó, tiếng ly cụng vào nhau lạch cạch. Dường như cái đám tang bây giờ không phải là đám tang nữa. Chẳng ai còn quan tâm đến cái chết của Sử ra sao, mà chúng chỉ quan tâm đến nhậu nhẹt tiệc tùng. Những bà con đến giếng thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu thở dài thường thượt. Ai cũng nhanh chóng vào thắp nhang xong rồi về nhà. Không khí ồn ào bên ngoài đám tang là như vậy. Còn ở bên trong, Sáu Mảnh đang say giấc vì từ sáng tới giờ tiếp trụ với mấy thằng đàn em. Trong căn phòng toàn mùi men, tiếng ngái đều đều của hắn lấn át đi tiếng gió rít ngoài kia. Sáu Mảnh ngủ say tới mức không hề hay biết là vừa có một bóng hình vụt qua từ khe cửa sổ. Vừa khi đó, tất cả các cửa phòng, cửa sổ đều đồng loạt đóng sầm lại. Không gian trong căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi một màu tối đen, không có lấy một ánh sáng nào, ngoại trừ đôi mắt đang sáng trực ánh lửa hận thù. Đứng trước giường Sáu Mảnh, bóng hình đó nhìn chằm chằm vào hắn mà nhoẻn miệng lên cười thích thú. Trong cơn mê man, Sáu Mảnh trở người khó chịu vì cơn buồn tiểu ập đến. Sáng giờ chỉ có uống với uống,
cho nên làm cho bụng dạ của hắn căng phồng ra. Hắn mệt mỏi lờ đờ định ngồi dậy, nhưng thật quái lạ, có cố gắng cỡ nào hắn cũng không nhấc nổi cái thân hình mập mạp của mình lên được. Hắn cảm nhận thấy tay chân cứng đờ, như có ai đó đè ghì tứ chi của mình xuống giường. Miệng mồm thì không há ra được, chứ huống chi là nói. Sáu Mảnh hoảng hốt gượng mở đôi mắt ra nhìn. Hắn lờ mờ thấy trước mặt có một nhân ảnh không rõ nhân dạng đang đè lên trên bụng mình. Và rồi hắn thấy khó thở khi đôi tay của nhân ảnh đó chụp xuống cổ hắn bóp thật mạnh, thì mặt mũi hắn bắt đầu tím tái, hơi thở khó nhọc. Sáu Mảnh trợn to mắt lên hết cỡ khi thấy nhân ảnh kia nhét từng cục cái gì đó lạnh ngắt vô miệng mình. Hắn giãy giụa không thôi. Và cứ thế, nhân ảnh đó cứ nhét, cho đến khi không nhét được nữa mới thôi. Khi này Sáu Mảnh đã nằm im bất động. Nhân ảnh kia không bóp cổ nữa, mà chuyển qua dùng móng vuốt nhọn của mình đâm sâu vào bụng gã ta. Phần bụng của Sáu Mảnh vỡ toang như kim nhọn chọt vào quả bong bóng. Máu và dịch nhầy cứ thế tràn ra ghê tởm, nhiễu tông tổng xuống nền nhà. Nhưng ảnh ma quái đó lại dùng hai bàn tay mờ ảo của mình banh to bụng Sáu Mảnh ra, thò vào trong, móc trái tim xấu xa của hắn ra. Cô ta vừa định đưa lên miệng thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Anh Sáu, anh Sáu ơi! Ở bên ngoài là Lữ. Hắn lo cho đại ca của mình. Thấy Sáu Mảnh ngủ từ chiều tới giờ mà không chịu dậy ăn uống gì, lỡ có chuyện gì nữa thì ai dịu dắt bọn hắn đi kiếm sống được đây. Sau mấy tiếng gõ mà không thấy hồi âm, Lữ vung chân đạp mạnh vào chốt gại. Cánh cửa nhỏ không bị lại được với sức của một tên đầu gấu, liền bung ra đập mạnh vào vách, tét đi một mảnh gián. Khi cánh cửa mở ra, kèm theo đó là một mùi hôi tanh của máu xộc vào mũi. Lữ khó chịu muốn nôn tóc nôn tháo. Hắn bịt mũi lần mò từng bước đi lại cái bàn nhỏ, bật cái đèn lên. Lữ giật mình té ngửa, miệng mồm há hốc khi thấy đại ca của mình đã chết. Biểu cảm của cái xác không khác gì Sử lúc chết tối hôm qua. Sáu Mảnh nằm trên giường, quần áo mùng mền chiếu gối thấm đẫm màu máu đỏ tươi tanh tưởi. Trên miệng còn ngậm một cái thứ gì đó đang lòi ra. Lữ lấy hết can đảm lồm cồm ngồi dậy. Hắn run rẩy dạch miệng Sáu Mảnh ra xem, thì mới biết đó là một thổi vàng mà mới hôm trước trộm được ở dưới mộ. Hắn chợt nghĩ, không lẽ là hồn ma của ngôi mộ đó trở về báo thù. Hôm qua là Sử, hôm nay là Sáu Mảnh, vậy chẳng phải ngày mai là tới lượt hắn hay sao? Nghĩ đến đây, bất giác Lữ trùng mình sợ hãi. Với một cái đầu cứng, không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn môi mấy thổi vàng từ trong miệng của Sáu Mảnh ra, rồi cho vào túi quần. Xong thì chạy ra báo với tụi kia. Thế là bây giờ đây, trại hòm mới hai ngày cuối năm và đầu năm đã có hai người chết. Một cái đám tang mà có tận hai cái quan tài chứa xác người. Người chết thì tức tưởi, người sống thì sợ hãi, và có kẻ còn đang vui sướng không sao tả xiết. Mới chợp khuya mà sương đã bắt đầu rơi xuống nhiều. Gió đông khẽ thổi qua từng kẽ vách, khiến cho người nằm trong ghe phải kéo mền đắp lên cao. Vừa trở mình vào trong, ông Bãi sực nghe có giọng nói bên ngoài. Thầy Bãi à, không biết ông đã ngủ chưa? Tôi có tin này muốn báo cáo với ông. Thầy nhận ra đó là giọng của ông Giỏi. Ông chau mày thắc mắc, đã khuya rồi mà ông Giỏi tìm ông làm chi. Liền gỡ mùng mà chui ra, làm cho chiếc ghe nhẹ chao đảo. Thành vì thế cũng tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở ngó nhìn theo. Bên ngoài thầy Bãi cất tiếng. Có chuyện gì sao ông Giỏi?
Võ đại sư chắp tay cung kính. Thưa thầy, xin lỗi đã quấy rầy thầy giữa đêm muộn, nhưng mà tôi có việc phải báo liền, không thôi là không kịp nữa. Ông cứ nói đi, đã lấy làm chi đó. Chuyện là trong lúc thầy với cậu Thành đi lên nhà ông Chính, ở đây tôi dẫn theo sắp nhỏ đi thăm thính một vòng làng. Tất cả đều ổn, nhưng mà khi đi đến chỗ đình làng, đúng hơn là chỗ cái trại hòm nơi đang có diễn ra đám tang, thì nằm ở trong mui. Thành nghe tới đoạn đó liền chui ra tò mò. Ở đó có chuyện gì vậy? Nè Thành, để cho ông Vỗ nói, tự dưng chen ngang vậy con. Ở chỗ đám tang đó, tôi phát hiện có một luồng âm khí dày đặc và mạnh mẽ vô cùng. Nó ngự ở trong trại hòm. Tôi nghi là cái chết của những người trong đám tang là có ẩn tình. Vốn định muốn vào xem để cho rõ tường tận, nhưng quỷ hồn tụi tôi còn yếu nên không vào được, đành phải quay về báo lại để thầy tìm cách giải quyết. Thầy Bãi đăm chiêu đưa ánh mắt nhìn về phía đang phát ra âm thanh tiếng trống đám ma thê lương. Bây giờ tính sao đây thầy? Lại đáng xem tình hình không? Thầy Bãi cất tiếng, nhưng không phải trả lời Thành, mà nhìn lên thầy trò ông Giỏi nói. Thôi được rồi, cảm ơn thầy trò đã báo tin này. Bây giờ mọi người đi nghỉ đi, tôi đã có cách lo liệu riêng rồi. Ông Giỏi nghe nói vậy thì chào hai thầy trò, rồi cùng đệ tử của mình ẩn vào trong hũ sành được đặt trên bàn thờ. Còn ở ngoài này, thầy Bãi đứng chắp tay sau lưng, mắt nhìn ánh trăng trên cao, miệng thì thầm, chủ ý để nói cho người đằng sau nghe. Đến lúc rồi đó Thành. Thành nghe vậy thì không biết thầy đang ám chỉ điều gì, nhưng từ trước đến giờ thầy làm gì đều có căn do của nó. Thành hiểu, anh không hỏi, chỉ gặp người cúi đầu như nhận lệnh của thầy. Sáng mùng 2, bình minh dần ló dạng chào đón ngày mới. Thầy Bãi đã lên trên nhà ông Chính uống trà từ sớm. Ở dưới ghe, Thành cũng gánh thuốc lên sau. Đợi khi trời sáng hẳn, ông Chính mới dẫn thầy trò Thành qua nhà ông trưởng làng để báo tin vui. Trước mặt ba người, ông Chính, thầy Bãi và Thành là nhà của ông Tám Phan. Lúc ông Chính gọi ra mở cửa thì không thấy ông Tám, mà là một người thanh niên tuổi chừng 22-23. Đó là Út Sang, con trai ông Tám. Út Sang mở cổng mà nhìn Thành chăm chăm. Thành chỉ gật đầu khẽ cười. Kéo cổng qua một bên, Út Sang nhìn ông Chính thắc mắc. Ủa bác Chính, có chuyện chi mà mới sáng bắt qua nhà con sớm vậy? Còn hai người này, anh này thấy quen quá. Có chào bảy nhà không? Tao qua đây báo tin vui cho ổng nè. Út Sang vừa trả lời ông Chính, vừa đứng nép vào cửa cho ba người đi vô, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi dò xét hai người lạ. Dạ cha con đang uống trà ở trong, mời bác Chính vô. Ở trong nhà, ông Tám Phan đang ngồi nhai miếng bánh tét mà vợ ông mới chiên lại. Tiếng bánh nghe giòn rụm. Đang thư thả thưởng thức thì thấy ông Chính bước vô. Ông lật đật bỏ dĩa bánh qua một bên, đứng dậy đi ra tiếp khách. Ủa anh Chính, năm mới phát tài chưa anh? Ông Chính bắt tay ông Tám rồi cười giòn. Chàng ơi, còn hơn trúng số nữa đó Tám. Rồi, có gì mà nhìn anh vui vậy anh Chính? Ông Chính đứng dạt qua một bên, hất mặt vào hai người đằng sau mà nói.
biết ai đây không? Ờ, ai vậy anh Tâm? Đừng có nói là... Đúng rồi, cái người mà tháng trước tôi kể với chú đó, núi Cấm đó. Ông Tám trố mắt la trời. Hờ hả, thầy bãi núi Cấm này sao? Rồng tới nhà tôm, làng này trúng số độc đắc rồi đó. Ôi cha cha, cái anh này là cái người kỳ lạ mà tối hôm qua con gặp nè, mới nãy kể cha luôn đó. Khi biết tin danh xưng người thầy núi Cấm đến, bà con làng Thờ Mia ai nấy đều vui mừng. Cả buổi sáng đó, dù cho là đầu năm đầu tháng, họ không ngại kiên kỵ mà kéo tới nhà ông trưởng làng để được tận tay thầy bãi bốc thuốc chữa bệnh. Trong ngôi nhà ba gian, tiếng cười nói rơm rã, ai ai cũng nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Lại nói ở trại hòm, một cái đám ma mà hai quan tài. Những ai đi chợ ngang nhìn vô đều chỉ trỏ. Họ vô cùng thất kinh khi biết người chết là Sáu Mảnh. Tại sao hắn đang mạnh cuội cuội mà lại chết? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Tên Lữ thì lo lắng không thôi. Hắn đứng ngồi không yên, suy nghĩ tìm mọi cách trốn đi trước khi mặt trời khuất bóng. Vì hắn sợ khi đêm xuống, vong hồn kia sẽ tìm hắn đi tính sổ. Trưa, Lữ tranh thủ lúc mọi người mệt mỏi và vắng khách giếng, hắn lọ mọ lẻn vô phòng Sáu Mảnh để lục lọi tìm kiếm thêm tiền vàng làm hành trang trốn đi khỏi xứ này. Đang lúc lây quay cài cái tủ bí mật của đại ca mình ra, đột nhiên nghe thấy bên ngoài la lối sùm. Lúc đầu Lữ chỉ nghĩ là tụi kia đánh bài cho nên mới như vậy, nhưng mà không, tiếng la lối, tiếng chửi tục ngày càng lớn, còn có cả tiếng đổ bể. Chẳng biết là đang có chuyện gì, hắn liền quăng cây xà beng mà chạy ra. Ra tới cửa chính, Lữ liền sững sờ khi thấy trước mắt mình là một đống hỗn loạn. Như một trận chiến ngoài xa trường, bảy tám đứa tụi kia không hiểu đã xích mích chuyện gì mà lao vào đánh nhau loạn xạ. Ánh mắt tụi nó đờ đẫn, thằng thì cầm mã tấu, thằng cầm mát cầm rựa, chém giết lẫn nhau như bị ma quỷ nhập. Rồi từng đứa gục xuống, máu me văng khắp nơi. Đứa thì mất tay, đứa thì mất chân, có thằng thì tấm lưng chằng chịt những vết dao bén ngót. Lữ đứng chết trân ngay ngạch cửa. Hắn tự hỏi không lẽ báo ứng đến với bọn chúng nhanh như vậy hay sao? Trong lúc mơ hồ, đột nhiên có một bóng đen mỏng manh như một làn khói từ đâu bay tới, nhập vô người hắn. Hai mắt Lữ từ từ chuyển màu đen sang trắng giả. Rồi như có người điều khiển, hắn môi hết tiền vàng trong người ra mà vung ra trước mặt. Tiền rớt xuống, máu nhuộm thành màu đỏ. Lữ cứ như người mất hồn, thờ thẫn bước xuống nhà sau trong cơn vô thức. Tới chiều muộn ngày mùng 2 của Tết Nguyên Đán, bà con đang ngồi ăn bữa cơm chiều, vui vẻ nhâm nhi từng ly rượu ngon ngày xuân. Những ngày này là những ngày hạnh phúc đối với họ. Họ không quan tâm, mặc kệ thế gian có xảy ra chuyện gì. Họ cứ ngồi bên nhau như vậy mà nói cười vui vẻ. Tuy vậy, trong lúc hạnh phúc sum vầy đó, tất cả bất ngờ khi nghe tiếng còi xe của công an. Nhà nào nhà nấy cũng lóng nga lóng ngóng đứng trước cổng mà xem. Họ thấy đoàn xe đó chạy về phía trại hòm. Không biết đã có chuyện gì, nhiều người hiếu kỳ cũng chạy theo sau để hóng hớt. Sập tối, ở dưới bến nhà ông Chính Sành, có hai người một già một trẻ ở trên ghe thuốc nam. Không biết họ đang làm gì mà thấy cửa bạc được hạ xuống, có tiếng nói chuyện ở bên trong. Nhiều lần trước thầy đã dạy con về lý thuyết cơ bản của thuật xuất hồn. Hôm nay thời cơ tới rồi, mình sẽ thực hành. Ánh đèn dầu hiu hắt, Thành với thầy Bãi ngồi đối diện với nhau. Ở giữa là một cái ly hương, có cắm một cây nhang nhưng chưa đốt. Nghe thầy nói, Thành hăng hái. Dạ, con đã sẵn sàng, mình làm thôi.
Nhưng trước khi đốt nhang, thầy trầm giọng nhìn anh, nghiêm túc nói: "Trước khi mình áp dụng thuật này, ta có một số điều dặn dò con. Thứ nhất là tuyệt đối không lơ là để mất cảnh giác. Thứ hai là càng không được yếu lòng trước một việc con cho là không đúng. Và cuối cùng là trở về lại nhân thân trước khi nhang tàn hết. Nếu không trở về kịp, con sẽ bị kẹt lại mãi mãi, làm hương hồn dứt dưỡng không thoát được." "Dạ thưa thầy, con đã hiểu rõ. Con sẽ ghi nhớ trong đầu những lời thầy răn dạy." "Được rồi, mình bắt đầu." Thầy Bãi xắn dây chỉ hắc âm cột vào tay mình và tay Thành để tạo mối liên kết với nhau. Hai thầy trò ngồi xếp bằng, tay trái thủ ấn Phật thiền, tay phải thì kết tay khấn chú. Giọng thầy Bãi trị vang: "Âm dương hòa hợp, ngũ hành tương thích, thiên địa minh giám, khai." Thầy dứt câu chú, nén nhang trên lư hương cũng tự động bốc cháy. Trời đất bỗng sáng bừng lên rồi tắt hẳn. Hai thầy trò không hẹn mà cùng lúc gục đầu, hai mắt nhắm nghiền. Không gian như ngưng động. Một lúc sau khi mở mắt ra, cả hai đã đứng trước nơi mình cần đến. Đó là trại hòm của Sáu Mảnh. Ở trại hòm lúc này, người dân đứng bu ngoài rào đông nghẹt, nhộn nhạo, chỉ trỏ bàn tán hiếu kỳ. Dây rôn đỏ trắng cũng được căng xung quanh. Ở bên trong, các đồng chí công an đang bận rộn điều tra hiện trường vụ việc. Thầy Bãi đã đến muộn một bước rồi, đứng đưa mắt nhìn xung quanh, cốt là để tìm kiếm luồng âm khí mà đêm qua ông Giỏi nói. Còn riêng Thành, anh hào hứng vui sướng khi lần đầu được trải nghiệm rời khỏi thân xác. Như có được thêm phép, anh cứ bay tới bay lui, hết ẩn chỗ này hiện lên chỗ khác, lấy tay quờ quạng trước mặt những người trần mắt thịt. Thấy Thành trẻ con như vậy, thầy Bãi tặng hắn: "Hà Thành, thầy dặn con sau." Bị thầy la, Thành dừng ngay niềm phấn khích tột cùng của mình mà tập trung đi theo thầy. Hai người lướt qua nhóm người đang trộn rộn mà đi vào bên trong. Trong trại hòm, xác người nằm la liệt, tay ở đầu này, chân ở đầu kia. Lướt tới bậc tam cấp, thầy Bãi lắc đầu khi thấy có một người thanh niên đang treo lủng lẳng ở trên ngay cửa. Trên khuôn mặt đầy sẹo đó, đầu tóc bết máu rũ rượi, miệng mồm bị xé toạc, hai mắt bị móc ra đầy kinh tởm. Bên dưới chân anh ta, máu động thành bủng vì hai bàn tay đã bị chặt đi mất. Máu nhiễu xuống tiền vàng thấm màu đỏ tươi. "Ôi, nghiệp chồng thêm nghiệp mà, ta đến trễ rồi." Thầy nắm tay Thành, miệng lẩm nhẩm cái gì đó mà Thành không nghe rõ. Phật một tiếng, lại một lần nữa mở mắt ra, Thành mới ngỡ là mình đang đứng trên nóc của trại hòm. Dưới ánh trăng tròn đỏ như máu, tưởng chừng như có thể sôi thấu lòng người, trước mặt hai thầy trò là bóng của một người con gái mảnh mai đang ngồi mà cười ngặt nghẽo. Điệu bộ cô ta như rất thỏa mãn với những chuyện mình đã làm. Bước tới sau lưng cô ta, thầy Bãi nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc cất tiếng: "Trời biết đất biết, hậu quả đi kèm với báo ứng. Có đáng để làm vậy hay không? Mười mạng người đó." "Hai người là ai?" "Ta là ai không quan trọng, chỉ trách là ta đã đến quá muộn để ngăn cản việc này. Hôm nay ta có mặt ở đây cốt yếu là để giúp cô, không để cô bán linh hồn cho ngạ quỷ nữa. Nghiệp càng thêm nghiệp mà thôi. Hãy dừng lại trước khi quá muộn." "Ông già này Sam, ông biết gì mà nói như đúng rồi vậy? Tụi này dám lấy đồ của tôi thì tôi đòi lại thôi. Có nợ thì phải trả. Tiền đẻ ra tiền mà đúng không? Tôi mới lấy mạng tụi nó là còn nương tay đó."
tôi định lấy luôn mạng cả nhà tụi nó kìa. Mới hả lòng hả dạ của tôi đó. Không làm mà đồ có ăn thì chỉ có ăn dao thôi. Cái dòng nói xong một hơi, hai thầy trò mới thoáng tặc lưỡi vì gặp phải thứ dữ rồi. Một dòng ma ngang ngực. Thành há hốc xoa đầu. Trời trời, cái bà này đi chung với Kim Huệ chắc một cặp bài trùng luôn đó thầy. Đanh đá gì đâu. Thầy Bãi chỉ nhẹ cười khi nghe học trò của mình than khổ. Ông lại khuyên: vậy thôi, thù cũng trả xong rồi. Nghe lời tôi, dừng lại được chưa? Tôi sẽ giúp cô đi tu tập để còn đầu thai chuyển kiếp. Thôi thôi thôi, không cần ông đâu ông thầy Pháp. Tôi tính hết rồi. Người nhà tôi đang làm lễ, thu hồn tôi về lại núi Long Hổ bên Giang Tây để tu tập quá kiếp. Cảm ơn ông nha. À mà tôi tên Cẩm Mẫn, nhờ ông kêu dân làng này á làm lại phần mộ giùm tôi. Tôi sẽ kêu người nhà tôi qua báo đáp. Có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt. Khi dòng ma vừa dứt lời, trên trời đột nhiên có một tia sáng chiếu thẳng xuống chỗ đó. Trong tích tắc, dòng ma hòa vào ánh sáng tan vào hư không. Và cùng lúc đó, vùng trời bên kia bừng sáng. Thành với thầy Bảy nhìn theo mà ngạc nhiên không thôi. Cả hai đều có chung một câu hỏi rằng: cô ta là ai? Nhưng thắc mắc đó chưa được giải đáp thì gật đầu một cái, hai người đã trở lại ghe. Nén nhang trên ly cũng vừa tàn. Dù còn canh cánh trong lòng, nhưng âu cũng là số mạng của mỗi người. Vong hồn cô gái kia có lẽ cũng sẽ chịu sự trừng trị ở một cõi nào đó khác. Mọi việc coi như đã đến hồi kết. Bởi vậy mới ngẫm lại, nhân quả báo ứng không phải chỉ người làm trời biết, mà còn có người khác cũng đang nhìn. Không nên đụng chạm mộ phần của người đã khuất. Cái gương của những kẻ đã chết ở trại hòm là một minh chứng cho việc này. Tới khi chính quyền vào cuộc, theo kết quả điều tra thì họ chỉ biết mấy gã đó nhậu say rồi xích mích đâm chém lẫn nhau. Ngoài thầy Bảy với Thành ra thì không ai biết được ở trại hòm đã xảy ra chuyện gì. Sáng mùng 3, hai thầy trò lại lên nhà ông Tám Phan để tiếp tục bốc thuốc cho bà con. Sẵn dặn ông vài việc cần làm, cốt yếu chính là việc mộ phần của cô gái tên Cẩm Mẫn kỳ lạ kia. Đến tối thì lại nhà ông Chính chơi. Trong căn nhà tôn vách lá, thầy trò thầy Bảy, cha con ông Tám Phan và ông Chính Sành dùng rượu hàng nguyên. Họ cùng nhau nâng ly chúc mừng năm mới sau mấy ngày bận rộn. Ai nấy đều say bí tỉ, gác lại một năm cũ chôn vùi vào dĩ vãng. Chớm khuya, ở chỗ bộ giạc, ông Chính vì say quá cho nên ngủ quên lúc nào không hay. Khi ông giật mình tỉnh lại thì trời đã gần sáng. Ông ngồi bật dậy ngó mắt nhìn chung quanh. Kế bên ông là ông Tám Phan đang say giấc. Ngoài hiên nằm trên võng là Út Sang. Không thấy thầy trò của thầy Bảy đâu. Ông liền giác cặp giò khập khiễng lật đật đi tìm mà chẳng màng tới xỏ dép. Trong nhà không có, ở ngoài cũng không có. Ông nhớ tới hồi tối khi chung vui xong, ông còn trải chiếu bên vách cho hai thầy trò nghỉ ngơi kia mà. Không nghĩ ngợi gì nhiều, ông chạy ra ngoài bến. Vừa chạy vừa hô: ông Bãi à, Thành à, hai người đâu rồi? Sao lại bỏ dân tôi mà đi không một lời từ biệt vậy cả? Ngoài bến vắng que, không có lấy bóng dáng chiếc ghe nào cả. Đáp lại lời ông chỉ là một khoảng không vắng lặng. Một màn sương dày đặc bao phủ hết con rạch nhỏ. Bất chợt cơn gió mùa xuân khẽ thổi qua. Ông đứng đó buồn bã, nuối tiếc nhìn xa xăm. Lòng bùi ngùi mãi nhớ về chiếc ghe ấy, không bao giờ quên. Cùng lúc đó trên dòng sông hướng về Bạc Liêu, có chiếc ghe đang men theo dòng mà tìm bến đổ. Ghe đổ ở đâu, bình yên ở đó. Không phô trương, không hào nhoáng, nhưng đi đến đâu
nơi đó đều đón chào. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 7 của series Xuôi Ghe Miền Tây qua những sáng tác của Phương Trà và Lương Thuận. Thì đối với series này nó cũng đặc biệt hơn những series khác, đó là sẽ có những tập thì Lương Thuận đảm nhiệm, như những tập gần đây là Lương Thuận đảm nhiệm, rồi cũng có những tập mà Phương Trà sẽ đảm nhiệm. Cảm ơn quý bà con đã dành sự yêu mến cho series này. Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở những tập truyện sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.